tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,1 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,12 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,1 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,66 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,13 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,1 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2021 vàng xuống đáy, SJC cố thủ cầm chừng, lạm phát Mỹ có thể tăng cao kỷ lục. Giá vàng thế giới xuống đáy hơn một tháng khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh trước thềm cuộc họp quan trọng của Fed. Lạm phát của Mỹ sẽ dự kiến chạm mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang theo sát động thái của Fed sau khi cuộc họp chính sách hôm nay để có định hướng đầu tư mới. Giá vàng thế giới giảm mạnh và rời xa ngưỡng tâm lý 1.900 USD trên một ounce trước lực bán ra theo yếu tố kỹ thuật của các nhà đầu tư. Nhưng cũng chính khi xuất hiện giá thấp, lực mua đã bắt đáy khi kim loại quý tăng trở lại. Đó là diễn biến tăng nhẹ trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm qua. Trong khi thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của nền kinh tế số 1 thế giới sắp được công bố, trong bối cảnh cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa bắt đầu. Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed diễn ra vào tuần này, nhiều khả năng sẽ thống trị tâm lý hành vi của các nhà đầu tư. Dù rằng Fed nhiều khả năng sẽ chưa có hành động ngay, nhưng những dự báo về diễn biến lãi suất, lạm phát về nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng đến thị trường. Và theo ghi nhận, giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco giảm 9,4 USD trên một ounce so với phiên liền trước đó. Giá vàng SJC trong nước cố thủ vẫn ở trên ngưỡng 57 triệu đồng trên một lượng trong phiên đóng cửa gần nhất. Và giá vàng SJC đồng loạt được điều chỉnh tăng nhẹ tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Sau nhiều diễn biến chậm trong ngày, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá SJC nhưng bán ra vẫn được điều chỉnh tăng 80.000 đồng trên một lượng. Vàng 4 số 9 thương hiệu vàng ròng Thăng Long cũng giảm mạnh và niêm yết ở mức 52,73 đến 53,33 triệu đồng trên một lượng. Lạm phát của Mỹ sẽ dự kiến chạm mức cao kỷ lục. Giá vàng thế giới đã tăng khá tốt trong thời gian gần đây, nhưng ngay khi giá rơi khỏi ngưỡng 1.900 USD trên một ounce, dấu hiệu bán ra sẽ chuyển xuống các ngưỡng khác. Nhưng nhận định của CEO Meta, giá vàng đã tăng 13% trong 10 tuần qua, nên giờ có hiện tượng một số nhà đầu tư chốt lời trước thềm cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Dù có nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát đang mạnh lên và thị trường lo sợ Fed có thể thắt chặt nhắc đến việc thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng của mình. Tuy nhiên, bằng việc hướng sự quan tâm của thị trường ra khỏi số liệu lạm phát tháng 5, họ có thể gây tổn hại đến triển vọng tăng của giá vàng. Chuyên gia cũng dự báo ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của kim loại quý sẽ là 1.855 USD trên một ounce. Nếu trượt qua ngưỡng này, giá vàng sẽ rớt xuống tiếp dưới mức 1.840 USD trên một ounce. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed. Gần 60% chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters dự đoán Fed sẽ tuyên bố dần giảm kích thích kinh tế trong quý tới.
Chủ tịch Fed sẽ có một cuộc họp báo với báo chí sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ ra tuyên bố chính thức vào ngày thứ Tư. Nhà đầu tư sẽ nhìn vào những bình luận của ông để biết khi nào Fed chấm dứt chương trình mua tài sản hàng tháng, đặc biệt xét đến bối cảnh lạm phát tăng cao hơn kỳ vọng. Giới chuyên gia nhận định nếu Fed một lần nữa không quá bận tâm tới lạm phát thì sức hấp dẫn của nhiều loại hàng hóa, trong đó có vàng và tiền điện tử sẽ tăng lên. Thái độ thờ ơ của Fed sẽ là hành động bật đèn xanh cho việc đặt cược nhiều vào giao dịch lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng giá của vàng cũng không quá mạnh, mà sẽ bị kìm hãm bởi USD tăng giá và một thị trường tiền ảo hấp dẫn. Trước đó, chi nhánh tại New York của Fed công bố khảo sát cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ dự kiến sẽ cao mức kỷ lục. Mặc dù nhiều người lạc quan về tình hình việc làm, khảo sát cũng cho thấy lạm phát ở Mỹ trong 12 tháng, ước tính đến tháng 5, đã tăng 0,6 điểm lên 4%, tăng tháng thứ 7 liên tiếp, trong khi triển vọng lạm phát 3 năm tăng lên 3,6% so với mức 3,1% trước đó. Chỉ số tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5 năm 2021 đã tăng lên 5%, cao hơn so với mức 3,6 trong tháng 4. Việc giá tăng gần đây khi nền kinh tế lớn nhất thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 đã trở thành một mối bận tâm của nhiều người, do lo ngại Fed quá lạc quan dẫn đến những rủi ro về trượt giá ngoài tầm kiểm soát. Người ta dự đoán Fed vẫn sẽ lặp lại thông điệp rằng làn sóng tăng giá gần đây chỉ là yếu tố tạm thời, trong đó tình trạng nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa trên toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19. Thực tế, Fed muốn thấy lạm phát tăng cao hơn 2% và duy trì ở mức đó sau hơn một thập niên chỉ nhích lên rất ít, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ có khả năng kiểm soát tình trạng lạm phát gia tăng. Khảo sát tại chi nhánh của Fed ở New York cũng cho biết quan điểm của người tiêu dùng về khả năng mất việc trong năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục 12,6% so với mức 15% trong tháng 4. Trái lại, cơ hội đi tìm việc làm lại tăng mạnh, dù cho tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ cao hơn. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.